Xin chào quý vị, gió mùa đã về, đem theo mây mù, mưa phùn và cả mưa rào. Tại thủ đô Hà Nội, ngay giữa trưa mà trời âm u như là chập tối, mưa xuống càng làm tăng thêm cảm giác giá rét. Còn tại phía Tây Bắc Bộ, cùng lúc không khí lạnh về trên độ cao 5.000m, một vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang, đi qua khu vực Lào Cai, gặp đỉnh Phan Xipang với độ cao 3.143m, nên những cơn mưa này khi rơi xuống gặp gió lạnh đã tạo nên hiện tượng mưa tuyết kỳ phú trên đỉnh Phan Xipang vào sáng nay. Trong ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, trong khi hội tụ gió trên độ cao 5.000m thì vẫn tiếp tục di chuyển từ Thượng Lào sang. Vì thế, ở các tỉnh miền Bắc trong ngày và đêm nay sẽ có mưa rào. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc, các tỉnh như là Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang sẽ vẫn có những điểm mưa to. Còn về nền nhiệt, từ trưa và chiều nay trở đi, không khí lạnh dồn xuống nhiều hơn, cộng thêm mưa, nên nhiệt miền Bắc sẽ giảm chứ không tăng. Chiều và đêm nay, miền Bắc sẽ chuyển rét buốt, nên nhiệt thấp nhất đêm nay ở vùng núi phía Bắc sẽ hạ còn từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao dưới ngưỡng 3 độ, vùng đồng bằng còn là từ 11 đến 13 độ. Từ ngày 28 đến 30 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Đêm nay và sáng sớm mai cũng là thời điểm mà khả năng cao xảy ra mưa tuyết hay băng giá ở các đỉnh núi cao phía Bắc. Với thủ đô Hà Nội, hôm nay trời âm u và mưa xảy ra rải rác cả ngày. Cao nhất dao động trong khoảng từ 16 đến 17 độ. Đêm nay và sáng sớm mai không khí lạnh dồn sâu xuống nên nhiệt độ tiếp tục giảm thêm, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng từ 10 cho tới 11 độ. Với miền Trung, từ đêm 28 đến 30 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trời rét đậm tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đối với thành phố Đà Nẵng, trưa chiều trời nắng yếu xen kẽ với những khoảng nhiều mây, nhưng từ đêm nay mưa sẽ gia tăng, có thể xuất hiện mưa vừa và dông. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho tới 24 độ, sau đó sẽ giảm thêm trong những ngày tiếp theo. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.